Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình tiếp tục làm cái thử thách cày tiền. Thì trong video hôm nay ấy, mục tiêu mình đặt ra sẽ là hiện tại mình có 18.000 đúng không? Mình sẽ cố gắng để được đến 40.000 nhé, mọi người nhé. Cố gắng thôi, đâu cố gắng hết sức nhé. Ok, đang dở trận này. Thì từ đây mình tắt TVT nhé, để mình di chuyển đến đây. Đây này. Ok. Phim quy là mình sẽ phóng to nhé mọi người nhé, mình có thể đứng trên này mình bắn này, giả sử nhá. Để mình nhìn thử xem. Cái súng này nó yếu quá mọi người ạ. Cái súng này nó yếu, nó không như một vài cái súng. Ui, nó chỉ được phạm vi ngắn thôi, nó không đứng rỉa được. Tại hôm qua mình có xem ông bạn chơi ấy, thì súng ông ấy xịn, ông đứng ở trên thành, ông ấy rỉa. Mình thì không được nên là mình phải bắn ở dưới này mọi người. Đây là nó rơi xuống tít dưới này. Có người bắn mình mọi người ạ. Okay. Thì mất một thời gian để làm quen mọi người nhé. Đang mới lăng lạ tay mọi người. Hơi khó chịu nhỉ, hơi khó chịu một tí. Khó chịu thằng này nhỉ. Nó chết rồi mọi người ạ. À mình hiểu sao rồi. Thì nhá, súng càng đắt tiền thì nó sẽ càng ấy mọi người ạ. Súng càng đắt tiền thì mình sẽ càng càng đắt tiền nó càng khỏe. Ý là cái hơi của nó khỏe hơn đấy. Bọn này đặt ở đây à? Tại vì nhá, hôm qua mình có xem một cái bạn ở đây chơi thì á, kiểu người ta đứng ở thành trên mình là người ta vẫn rỉa được ấy. Đấy. Thì nói chung là mình phải có cái súng xịn hơn cơ. Đây nhá. Mình chéo ở trên này này. Nhưng mà mình không bắn tới được đâu. Bắn nó khó ấy. Qua thì mình có xem bạn ấy bắn kiểu đây này, giả sử bắn dưa này nó sẽ gần gần như là đứng đây này. Có người bắn mình hay sao mọi người? Có người bắn mình. Mình thèm mấy khẩu súng xịn quá. Mình thèm mấy khẩu súng xịn bắn. Mình cũng thích bắn kiểu ấy quá. Mình bắn kiểu ấy. Kiểu à. Kiểu cái này thì được ra. Cái kiếm quy sẽ to này. Uầy, vào tận trong nhà mọi người ơi. Vị lên xem nhé. Mấy đứa ở ngoài này. Kiểu trên này nó sẽ an toàn hơn đấy, mà cái súng nó bị xịt cơ. Súng của mình như không tới cái bên kia luôn đấy. Thôi nhá, mình sẽ thay đổi phương án nhá. Súng nó không tới mọi người ạ.
lấp lấp đi tí, nó đang bắn mình mọi người ạ. Wow, đột kích thất bại. Mẹ bị sao đấy? À, chúng nó bắn mình. Yên yên yên. Có cái khẩu súng kia nó bắn mình ấy. Đúng là tiền nào của đấy mọi người ạ. Súng xịn thì nó không phải ước lượng nhiều ấy. Ô, bắn không chết được con mày điêu nhỉ? Ok, chuột mình nó bị ấn đây rồi. Chúng nó bắt đầu xâm chiếm nhà mình rồi. Trận này mình không chơi từ đầu nên hơi gượng tay ấy, mọi người. Được, nó xả đạn rồi. Thì coi như làm quen một tí nhá. Thèm mấy cái khẩu súng xịn nhỉ mọi người nhỉ. Chơi thử cái map đi. Concrete 20k. Cố gắng 40k làm khẩu súng mọi người nhá. Ui, kinh là bắn khiếp nha. Ui, kinh đấy. Bọn này thích tấn công à. Tấn công thì mình sẽ lên thành nhé. Ui, ui, hai em bắn tệ quá. Mình đứng đánh bắn cứ lấp lấp đây nhá. Từ từ cho nhiều người tập trung quá, mình đi chỗ khác tìm người bắn. Đứng một lúc, đứng yên một lúc là chúng nó nhìn thấy chúng nó bắn chết ngay. Không kịp à. Đội của mình đã chiếm ở trong tận trong kia rồi kìa. Wow. Cái này là cái căn cứ đẹp của mình nhé. Không để chết mọi người.
hai khẩu súng cà phê đấy rồi. Ui, mất streak rồi mọi người ơi, mất streak rồi. Ok nha, nhưng không sao, có đấy kiếm được khá là nhiều tiền đúng không? Gì đấy? Ông ấy ông làm gì nhỉ? Bật cái ra đây. Đánh lừa bằng cách là dừng bắn một lúc xong lại bắn tiếp. Đấy. Ông nào chạy ra thì chạy chết thôi. Wow, đồng quá, quả đấy mà có cái súng máy đặt ra thì ngon. Mình muốn đứng từ xa rỉa lắm mọi người ạ, nhưng mà cái súng này nó không cho phép, cái súng này nó yếu. Siêu nhiều tiền luôn mọi người ơi. Thấy chưa, thấy lợi thế từ việc có cái súng ở đây chưa? Chết à? Mất súng rồi mọi người ạ. Uầy, phê chưa anh em ơi? Cố giết càng nhiều thì mình càng nhiều lợi thế nhá, mình sẽ có được những cái này này. Ủa, nó chạy thẳng ở đây thì nó liều mạng, nó giết 31.000 rồi. Vậy chắc chắn là mình sẽ đủ cái KPI 40k. Có nghĩa là mình đã 12 cộng 40 sẽ là 22.000 tiền. Ấy già già. Mình thường mới đưa có mấy cái súng giống mình mọi người ạ. Tầm này mà chiếm được lợi thế bằng cách là mình đặt cái súng lên trên đấy, ngon luôn. Bật cái radio lên. Ra lên. Bắn lỗi đấy. Thế thì mình sẽ thử bên phải đi bên trái đấy. Mình chơi hơi nhiều đó. Rồi mình sẽ sang bên phải. Ui trời, nó đặt cái khẩu súng ở đây thì tôi chịu rồi. Thôi thôi thôi, tôi đi chỗ khác. Bật khẩu súng đấy cứ chạy qua là dễ chết lắm mọi người ạ. Rồi bị khựng lại rồi. Úi giời ơi, công ấy nó bắn, nó đứng kia bắn chết luôn này. Đồng người chúng nó bắt đầu chiếm ngược lại rồi này. Từ nhá, để mình xem tình hình như nào đây.
bắn tỉa tỉa chỉ gì ấy. Bắn bằng kính thôi. Đấy, nó phải giờ nó phải bắn mà nó súng xịn đi hơi nó khỏe ấy. Mình chỉ chuẩn là mình thích. Không không nhấc cao được nhỉ? Nhiều súng đấy. Giờ 31.000 rồi mà còn thiếu 9.000 nữa mới đủ hoàn thành KPI mình ạ. Hết giờ rồi. Mình vừa nhìn tiền này. Trận sau cố gắng mọi người nhé. Level 10 ôm kia level 63 kìa. Chứ cái map gì nó hấp dẫn nhỉ. Cho tôi cái map này đi. 32k tiền mọi người nhá. Còn thiếu 8.000 tiền nữa. Map này thì mỗi người một phe ấy. Có vẻ này bắn hơi tệ nhỉ. Quái đó đang bắn mình ấy. Người ta được cái tường bảo vệ nhỉ. Đứng trên nóc nhà bắn như thế chứ. Cái map này thì mình kiểu sẽ phải di chuyển nhiều với cả quay đầu nhiều ấy, nhìn nhìn nhiều không là sẽ bị chết. À vừa nhìn thấy ông này chết. Rồi nấy mình di chuyển cực kỳ lại ô tô đi xuống đi trèo đèo lội suối mệt quá. Map này có vẻ ít thời gian hơn nhỉ mọi người nhỉ. Thằng nó đang bắn mình. Trời ơi mà nó bắn này. Có cái bảo vệ mọi người ạ. À, cái gì đấy? Đông thế. 34.000
máy bay mọi người ạ. Ui, khó chịu nha. Đầu tiên mua khẩu súng mới xịn xịn hơn tí, bắn cho thích mọi người ạ. Tiền rồi này mọi người. Lần đầu được lên trên cao này. Ai rồi là mọi người ơi. Ok. Còn 5 mấy giây mình đi tìm mấy người. Có người bắn mình xong mọi người ạ. Bắn trúng rồi. Chơi lốt game này nhá, game sau mình sẽ gì nhỉ? Game sau mình sẽ mua súng mới cho mọi người. Không biết nhảy đi có chết không? Súng mới review cho anh em luôn nhá. Để xem cái lực bắn nó có khỏe hơn cái súng này không. Chơi map này đi, map này cho có đồng đội. Thì mình sẽ thử bằng cách mình đứng trên cái tòa nhà để mình bắn. Ok. Yes. Một lần nhá. Đúng súng với mình à, đúng rồi. Cái gì à? À mọi người chúng mình gì ở đây, đúng cái súng mình yêu thích rồi. Đúng súng mình yêu thích rồi. Ok, nhưng mà cái map này nó không đẹp cho mình lắm. Nghiệp bị tim xanh à? Thế thì mình sẽ đi ra một chỗ khác nào đó thì mình. Rồi đấy, đúng cái súng mình yêu thích rồi đấy, nhưng mà nó chưa đủ mạnh như mình mong muốn. Nói chung là mình cũng thấy thích cái súng này rồi. Đây nha, mình bật phi quy để mình soi xa nè mọi người nhìn này. Đấy, mọi người thấy không? Rỉa từng phát một. Ui, chết rồi, ông này có cái bảo vệ mọi người ạ. Nói chung là mình ưng cái này. Đấy, nó bắn nó không bắn được liên tục đâu, nó chỉ bắn được phát một thôi, nhưng mà nó rất thích chất lượng của mọi người, nó thích kiểu đấy. Từ nhá, đi đây xem nào. Phải làm quen, làm quen, nhưng mà mình thích thật, thích thật.
không xâm nhập đây mọi người. Đúng là súng nhiều tiền nó khác. Ấy, mọi người thích không? Ấy, mọi người thích không? Wow, quá tuyệt vời luôn. Đấy, cái mình cần là khẩu súng như này này. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ mạnh ấy mọi người. Có người nhìn thấy mình không? Mình vẫn chưa quen cái lực của cái súng này lắm ấy. Chưa quen lực lắm. Để mình thử lại xem cái lực như này. Để mình gắn thử cái tâm nhé. Đang tập bắn cho anh em xem. Nói chung này nó sẽ không bị trễ đạn đấy mọi người. Nó không bị rơi ấy. Không bị rơi nhiều. Ui, đứng cầu xa thế. Thích thích mọi người, thích 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 thích. Ok, với mọi người này. Ui, kinh quá, mất máy bay của mình rồi. Cái này thì mình nghĩ là chơi chiếm nhà sẽ thích hơn. Bật quy này mà cái lần mọi người đeo mà chỉ chịu rơi một tí thôi. Đó. Trời ơi, ông ấy cũng xuống đúng đường này mọi người. Ơ, trời đang không phải nói chuyện. Được, được. Cho tôi lên với. Được đấy. Ê, bắn hơi chậm, bắn hơi chậm. Nói chung nó sẽ bị trễ một tí thôi mọi người. Đấy. Đấy. Tìm lại yếu thế được mọi người. Đấy, chết ngay. Thôi, đứng ở đây đi. Chán rồi, mình sẽ phải đi chiếm một tí. Bật cái radar cho an toàn mọi người nhé. Bắn chết được nhờ, trong khi mình có nhìn thấy người ta đâu. Uầy, bắn cái súng này phát hiện ra mình, nó bắn mình.
Mới ông bắt đầu xâm nhập hay sao mọi người ạ? Để mình kiểm tra xem. Trăm tiền. Ui trời, trèo lên cao ấy. Coi như mình đã hoàn thành KPI đặt ra rồi đấy. Thì mỗi ngày mọi người chơi ấy, mọi người đặt ra KPI bao nhiêu ấy, mình cố gắng là được. Nó phủ xuống thì đằng xa đấy. Mày lừa chúng quá, phải luyện thấp dần rồi. Kinh quá. Mỗi súng nó một điểm lợi ấy. Mình là cái súng rỉa, mình đứng trên này thôi. Chưa quen, nó thật là chưa quen hẳn. Nó hơi lượn tay mọi người ạ. Đừng bắn ra tầm, sẽ rơi xuống đúng bằng cái kia. Ok, thế thì cũng ổn nhỉ. Đấy, mạng rồi này. Đó. Ôi. Đang nhìn bên kia. Ok. Dìa được 17.000 tiền nữa rồi mọi người ạ. Ok. Vị trí là để mình xem tổng kết lại cho mình kiếm được bao nhiêu tiền nhá. Chọn cái map đã thì mình xem được tiền mọi người ạ. Mười tám gỗ tính như là mình đã kiếm được 18.000 đúng không? 18 40 đâu, 18 40 là 22 22 với 17 là 3 4 4, gần 40 tiền mình kiếm được, gần 40 tiền đấy mọi người. Ok chưa? Ok, 40 tiền trong 30 phút nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Bye bye mọi người.